Chào quý anh chị, hôm nay thì tính sẽ đi qua khu vực quận 3, mặt tiền đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nha anh chị. Đây là nút giao giữa góc Ngã Tư trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với lại trục đường Lý Chính Thắng quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Tòa nhà mà chúng ta đang rao bán là nằm bên góc bên tay trái màn hình của chúng ta. Đang rao bán với cái giá là 220 tỷ ngay góc Ngã Tư và rất là gần các tòa nhà ngân hàng, các khách sạn cũng như là các công ty bảo hiểm và các bưu điện, ngân hàng BIDV và ngân hàng SCB. Đây là cái trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nha quý anh chị. Vị trí này đây là một trong những cái tuyến đường ngoại giao, nhiều đoàn đại sứ quán, lãnh sự, tổng thống đều đi qua con đường này. Và đây là một những cái con đường đắt đỏ nhất khu vực thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà hầu hết các tổ chức thương hiệu, các tập đoàn đa quốc gia cũng như là các công ty định chế tài chính đều mong muốn tìm kiếm cho mình một cái building trên con đường này để làm trụ sở văn phòng, ví dụ như là tòa nhà ngân hàng BIDV, tòa nhà ngân hàng Sacombank, rồi tòa nhà ngân hàng SCB cũng như là tòa nhà ngân hàng Sacombank, tòa nhà quản lý nợ Sacombank và tòa nhà ngân hàng ACB, vân vân, và cũng như là các công ty tổ chức định chế tài chính khác. Hôm nay thì chúng ta sẽ chào bán một cái building trên mặt tiền trục chính Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tại địa chỉ là 225 bit Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Cái tòa nhà này đây của anh chị hiện tại thì đang cho ngân hàng SCB thuê, và chiều ngang mặt trước của nó là 11m và chiều dài là 18m. Tổng diện tích đất công nhận là 197,3m2, xây dựng rất kiên cố. Kết cấu xây dựng là một tầng hầm, một tầng trệt, một lớn và 8 tầng lầu. Tổng diện tích sàn được xây dựng là 1.615,9m2. Vị trí này rất đắc địa, ngay ngã tư trục đường Lý Chính Thắng giao cắt với trục đường Nam Kỳ Nghĩa. Đây là một trong những cái tuyến đường ngoại giao của thành phố Hồ Chí Minh. Và giá chào bán của căn này đang rao bán ở mức giá là 220 tỷ tại thời điểm là tháng 4 năm 2023. Các anh chị xem trên màn ảnh thì đây là nút giao giữa trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa cắt với lại trục đường Lý Chính Thắng quận 3. Nó là thuộc phường 7 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh nha anh chị. Đây được xem là một trong những cái tuyến đường ngoại giao với nhiều các lãnh sự quán, các quốc gia đón các nguyên thủ quốc gia đều đi qua con đường này. Và đây được xem là một trong những cái con đường đắt đỏ nhất tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà nhiều các công ty, tổ chức định chế tài chính, ngân hàng và các tập đoàn đa quốc gia đều mong muốn tìm kiếm cho mình một cái tòa nhà cao tầng trên con đường này để đặt trụ sở cũng như là tập đoàn của mình, hoặc là các công ty bảo hiểm và các công ty dịch vụ chăm sóc spa đẹp, vân vân. Nói chung là hầu hết là ai cũng mong muốn tìm cho mình một cái building ở trên con đường, tuyến đường ngoại giao này. Nó rất là thuận lợi về cái xây dựng hình ảnh marketing đúng quý anh chị. Và tòa nhà của chúng ta chào bán thì nó nằm ngay góc ngã tư. Ở đây là một trong những cái nơi mà cái mật độ giao thông qua lại rất là nhiều và thuận tiện cho quý anh chị mua để đầu tư cũng như là treo bảng hiệu quảng cáo cho mình, cũng là đây là một trong những vị trí đắt đỏ ngay góc ngã tư của anh chị ạ. Và giá chào bán của căn này là 220 tỷ, pháp lý sổ hồng chuẩn chính, sẵn sàng giao dịch ngay. Nếu anh chị quan tâm thì hãy gọi ngay cho Tiến theo số phone là 0983 383 509. Video này thì Tiến xin dừng lại ở đây. Trong thời gian tới thì Tiến sẽ cố gắng bay nhiều flycam hơn trong khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và chào bán những cái sản phẩm building, tòa nhà phân khúc cao cấp đến cho quý anh chị đầu tư cũng như là quý khách hàng trong và ngoài nước. Xin chào và hẹn gặp lại các quý anh chị trong những tập video tiếp theo. Nếu anh chị thấy video này hay cũng hữu ích, hãy cho Tín một like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị